Chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là Long Mạch XMB. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số, lô khung 2 số cùng với những cầu lô, cầu đề siêu chuẩn và bất bại. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày chủ nhật. Và có một cái chi tiết nhỏ muốn gửi tất cả mọi người đang theo dõi video đây, đó chính là cái lịch mở thưởng của các thứ trong tuần. Thì đối với ngày thứ hai và thứ năm sẽ mở thưởng tại Hà Nội, thứ ba tại Quảng Ninh, thứ tư tại Bắc Ninh, thứ sáu tại Hải Phòng, thứ bảy tại Nam Định và chủ nhật tại Thái Bình. Và để có được công thức đề khoa học và đạt tỷ lệ từ 80 cho đến 90% cho bảng kết quả mở thưởng và giải đặc biệt của buổi chiều ngày hôm nay là thứ sáu của ngày 22 tháng 9. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhận định về vị trí của tổng đề, và từ tổng đề chúng ta sẽ rút gọn lại ở một cái dàn dao động khoảng từ 8 cho đến 10 số, và kết hợp nhận định thêm cho mọi người về vị trí của song thủ lô và vị trí của xiên 2 để chúng ta chơi trực tiếp cho buổi chiều của ngày hôm nay. Và trước khi chia sẻ cho mọi người cụ thể thì ở video của buổi trưa ngày hôm qua thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người, thì về cơ bản cái vị trí đường cầu giải đặc biệt thì mình chia sẻ cho mọi người khung là chơi từ ngày thứ năm cho đến ngày chủ nhật thì chúng ta vẫn tiếp tục lui cho mình bình thường. Và cái chiến thắng ở đây chúng ta chỉ chiến thắng được tạm thời cái vị trí đầu tiên, đó chính là về vị trí của cặp song thủ lô. Như mọi người có thể nhìn thấy trên màn ảnh đây, thì đây là cái bảng mình đã đưa ra cho mọi người những cái vị trí con số ở buổi chiều ngày hôm qua. Mình xin lỗi là buổi trưa ngày hôm qua. Thì chúng ta chiến thắng được ở đây, đó chính là về vị trí của cái cặp song thủ lô là cặp 4554. Và tí nữa thì chúng ta sẽ có cái vị trí của song thủ lô xiên 2 như thế nào thì mình cũng sẽ đưa ra cho mọi người cụ thể để mọi người nắm bắt được một cách nó rõ nhất. Đó, thì đối với vị trí bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì như mọi người thể nhìn thấy thì xuất hiện cho mọi người đầu năm, đó chính là 51, 54 và 58. Thì cái cặp song thủ lô này thì đầu tiên ở khung ngày thứ nhất thì chúng ta chiến thắng được cái vị trí của con số 54, và tiếp tục ở khung ngày thứ hai tức là buổi chiều ngày hôm nay thì có chơi nữa hay không hay là như thế nào thì lát nữa chúng ta cũng sẽ có những cái cụ thể. Còn đối với vị trí của dàn đề kết, như mọi người có thể nhìn đến trước màn ảnh đây, thì chúng ta vẫn tiếp tục chơi cho mình bình thường. Và cả cái vị trí của về bộ này, hai cái bộ này thì chúng ta vẫn chơi cho mình đầy đủ cho mình là từ ngày thứ năm cho đến ngày chủ nhật mọi người nhá. Càng chúng ta cũng đã có vị trí càng 6 và càng 1 ở đây. Rồi, thì trước hết mình sẽ chia sẻ cho mọi người về vị trí của đường cầu về lô trước. Ở vị trí đường cầu về lô thì cũng khá là hay và cũng khá là tâm đắc muốn gửi đến mọi người cho buổi chiều ngày hôm nay. Thì như mọi người có thể nhìn thấy trên màn ảnh, đây là một cái bảng kết quả cho 4 ngày quay trở lại đây, đặc biệt là ngày 18, ngày 19 và ngày 20 cũng như ngày 21. Thì ở vị trí của đường cầu nhá, mình sẽ đưa ra cho mọi người một cái công thức lựa chọn khá là hay. Mình sẽ lấy xuất phát điểm cái vị trí công thức đường cầu này dựa trên bảng kết quả mở thưởng là ngày 18 tháng 9 thì lấy cho mình như sau. Tại cái bộ đầu giải tư, tại cái vị giải tư này, lấy cho mình nhá, bộ nhất, bộ thứ hai đến bộ thứ hai này, lấy cho mình là cái con số đầu tiên. Thì con số đầu tiên đây thì có cho mọi người là con số 3. Bên dưới giải 5, bên dưới giải 5 chúng ta lấy cho mình cũng là bộ thứ hai nhá, bộ 1 này, bộ thứ hai này, và cũng lấy cho mình là con số đầu tiên. Thì ở vị trí con số đầu tiên đây này thì xuất hiện cho mọi người là con số 8. Con số 8 thì 3 kết hợp với 8, thì đây mình đang phân tích ở bảng kết quả mở thưởng ngày 18, nhận định cho ngày 19 thì sẽ báo về cho mọi người, đó chính là cặp 383. Thì bảng kết quả mở thưởng của ngày 19 thì mọi người có thể nhìn đến trên màn ảnh đây, thì đối với cái vị trí đường cầu này trả về đó chính là con số 38. Đó, trả về con số 38. Tiếp tục nhá, vẫn tại cái công thức đường cầu này, vẫn tại cái công thức đường cầu này nhé, bây giờ mọi người lại lựa chọn cho mình vị trí ngày 19 cho ngày 20. Thì ở vị trí giải tư tại bộ thứ hai chúng ta lấy cho mình là con đầu tiên. Đó, thì xuất hiện cho mọi người đây là con số 5. Thì bên dưới giải 5 cũng lấy cho mình là con số đầu tiên của bộ thứ hai. Thứ nhất là đều lựa chọn ở con số đầu tiên, và thứ hai chúng ta đều lựa chọn ở bộ thứ hai của giải G4, giải G5. Thì bên dưới này xuất hiện cho mọi người là con số 7. 5 kết hợp với 7 thì
thì đây là bảng kết quả mở thưởng ngày 19 báo cho vị trí ngày 20, thì chúng ta sẽ có cho mình ở đây là cặp 575. Thì cặp 5775 này thì đối với bảng kết quả mở thưởng của ngày 20 thì báo vào cho mọi người đây, như mọi người có thể nhìn thấy thì có cho mọi người là cái vị trí cuối của giải 7 này có vị trí của con số 75. Đúng không ạ? Tiếp tục mọi người lại cùng mình nhìn nhận ở vị trí ngày 20 cho ngày 21 thì đây là bộ 2 của giải 4 này. Bộ 2 giải 4 lựa chọn con số đầu nhá. Thì chúng ta có con số 3. Tiếp tục xuống vị trí giải 5, chúng ta cũng lựa chọn cho mình là con số đầu của bộ thứ 2 thì xuất hiện con số 0 và 3 kết hợp với 0 thì báo cho vị trí của ngày hôm qua là ngày 21, đó chính là cặp 3003. Thì đối với bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì mọi người có thể nhìn thấy cho mình ở đây thì đã xuất hiện cái vị trí con số 03. Xuất hiện con số 03 ở đây. Rồi, thì bây giờ căn cứ vào cái vị trí này, dữ liệu này thì áp dụng bảng kết quả mở thưởng ngày 21 nhận định cho buổi chiều ngày hôm nay là ngày 22. Thì vị trí của giải 4 chúng ta có cho mình bộ thứ 2 lựa chọn con số đầu có con số 4. Với vị trí của giải 5 chúng ta lựa chọn cho mình là con số đầu của bộ thứ 2 xuất hiện con số 5. Và 4 kết hợp với 5 thì chúng ta sẽ có là vị trí của 454. Và đối với vị trí 454 này thì thể hiện một cái điều gì? Đó chính là với cái vị trí của cặp 4554 mình đã chia sẻ cho mọi người ở ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã chiến thắng được con số 54 rồi và khung 2 ngày, tức là chúng ta đánh ở ngày hôm qua và ngày hôm nay nữa. Thì ngày hôm qua chúng ta đã ăn rồi và cũng lại tiếp tục có một cái đường cầu lại cũng báo vào cho mọi người là cặp 4554, mà cái đường cầu này theo như mình thống kê từ ngày 18 cho đến ngày hôm nay thì đường cầu đang chạy cho mọi người là từ 4 ngày trở lên rồi. Đó, vậy thì càng có tiền đề để chúng ta tiếp tục lựa chọn cái vị trí của cặp 4554 làm vị trí của lô rơi cho buổi chiều của ngày hôm nay. Đó, vậy tiếp tục chúng ta lựa chọn cái cặp số này nhá. Ok, vậy 4554 chúng ta chơi được tiếp ở vị trí khung ngày thứ 2, mặc dù khung ngày thứ nhất chúng ta đã ăn rồi. Ok, đó là cái nhận định đầu tiên dành cho vị trí của 4554. Tiếp tục, mình sẽ gửi đến mọi người một cái vị trí đường cầu nữa. Rồi, đầu tiên này, trước hết mình sẽ gửi tất cả mọi người đây là về vị trí của cầu lô. Cầu lô cho ngày hôm nay là ngày 22 của tháng 9. Thì đối với cái vị trí đường cầu này nhá, thì tại G4, đây G4 bộ 2 cộng với G5 và cũng lấy cho mình là bộ 2. Đó, thì chúng ta sẽ có cho mình ở đây này. Bên vị trí của G4 thì chúng ta có con 4. Và với vị trí của G5 thì chúng ta cũng lại có con số 5. Và chúng ta sẽ có cặp song thủ lô thứ nhất. Đó chính là về vị trí của cặp 45 và 54. Rồi, tiếp tục. Ở vị trí đường cầu thứ 2 thì mình sẽ đi phân tích cho mọi người. Với cái vị trí đường cầu này thì cũng sẽ khá là hay mọi người nhé. Và hiện tại thì cũng mình cũng sẽ thống kê xuất phát điểm là chạy là từ 4 ngày trở lên rồi. Từ 4 ngày trở lên rồi mọi người nhé. Và xuất phát điểm cũng bắt đầu từ ngày 18 tháng 9. Đây, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cùng với mình ở bảng kết quả mở thưởng ngày 18 tháng 9 này. Thì để ý cho mình này, mọi người để ý cho mình cái vị trí của giải 3 nhá. Giải 3 mọi người lấy cho mình là con thứ 2 của bộ đầu. Thì đây là bộ đầu giải 3 này. Để ý cho mình đây là bộ đầu giải 3 này. Thì lấy cho mình con thứ 2 nhá. 1, 2. Thì ở vị trí này chúng ta có cho mình là con số 4. Đó. Lấy con thứ 2 chúng ta sẽ có cho mình con số 4. Di chuyển cho mình xuống giải 4. Tại cái vị trí giải 4 này này, lấy cho mình là con đầu của bộ 3. Thì đây là bộ 1, đây bộ 2 thì đây là bộ 3. Thì có đây là con số 9. Đúng chưa? Thì 4 kết hợp với 9 thì báo cho cái vị trí của ngày 19 ấy thì sẽ là cặp 494. Thì đối với cặp 494 này thì bảng kết quả mở thưởng ngày 19 thì cũng đã trả về chúng ta là con số 94 ở đây. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy trên màn ảnh, bảng kết quả mở thưởng đã trả khá là rõ. Vẫn tiếp tục áp dụng cái vị trí công thức này, nhận định của ngày 19 cho vị trí của ngày 20
thì vị trí của giải 3 chúng ta lựa chọn cho mình là con thứ hai của bộ đầu tiên. Thì có cho mọi người đây, mọi người để ý cho mình, đây nó sẽ là con số 1 nhá. Đây là con số 1 này. Tiếp tục bên dưới giải 4 đến bộ thứ 3 thì lấy cho mình là con số đầu tiên thì có là con số 3. Thì 1 kết hợp với 3 thì báo cho ngày 20 chúng ta sẽ có là 131. 131 này thì bảng kết quả mở thưởng của ngày 20 đã báo vào chúng ta là con số 13, nó nằm ở bộ 2 giải 4. Bộ 2 giải 4, đúng chưa? Đây, con số 13 đây và con số 31 đây. Nó trả về cả cặp luôn. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhìn nhận ở vị trí của ngày 20 cho vị trí ngày 21 thì chúng ta sẽ có như sau. Tại vị trí của giải 3 ngày 20, con số thứ hai của bộ đầu chúng ta có con số 3. Tiếp tục xuống giải 4, chúng ta lựa chọn cho mình ở đây con số đầu của bộ 3 giải 4, chúng ta có con số 6. Và 3 với 6 thì chúng ta lại báo về, đó chính là cặp 363. Cặp 363 này thì quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua là ngày 21 thì báo cho mọi người thứ nhất là có cái vị trí 63 ở đây và có vị trí 63 ở đây và 63 trả tới hai nháy. Vậy hai ngày gần đây nhất là ngày 21 và ngày 20 thì cái đường cầu vị trí của giải 3 kết hợp với giải 4 này thì đang chạy cho mọi người khá là ok. Đều trả về hai nháy hoặc là cả cặp. Thì bây giờ tiếp tục áp dụng cái vị trí công thức này tại bảng kết quả mở thưởng của ngày 21 nhận định cho buổi chiều của ngày hôm nay là ngày 20. Thì vị trí của giải 3 chúng ta lựa chọn cho mình là con thứ hai của bộ đầu. Thì vị trí này để ý cho mình là xuất hiện con số 1. Bên dưới này, giải 4, bộ thứ nhất, bộ thứ hai và bộ thứ ba lựa chọn con số đầu thì có lên con số 0. Vậy chúng ta sẽ có là 1 và 0. 1 kết hợp với 0 thì sẽ báo về cho mọi người ở đây, đó chính là 101. Vậy thì ở cái vị trí của cặp song tố số thứ hai này thì chúng ta sẽ có cho mình ở đây là đường cầu của G3 và bộ 1 kết hợp với G4. Ở đây G4 chúng ta sẽ có là lấy ở bộ thứ ba. Và chúng ta sẽ có hai con số. Thứ nhất là con bên G3 chúng ta sẽ có là con số 1. Ở vị trí bên G4 chúng ta sẽ có là con số 0. Và chúng ta sẽ có cặp song thủ lô ở đây. Đó chính là về vị trí của cặp 10 và 01. Vậy tổng hợp lại thì chúng ta sẽ có hai cặp song thủ lô trong buổi chiều của ngày hôm nay. Đó chính là cặp 454 và cặp 101. Và từ đây thì chúng ta cũng sẽ có cho mình đó, được cái vị trí của xiên 2. Đối với vị trí của xiên 2 thì thứ nhất chúng ta sẽ có cho mình con số 45. Chúng ta kết hợp với con số 10. Con số 45 kết hợp với 01. Rồi, tiếp tục về vị trí của cặp tiếp theo thì chúng ta sẽ có cho mình là 54. Đây thì mình sẽ viết ở bên dưới này nhá. Chúng ta sẽ có cho mình là ở đây là vị trí của 54. Chúng ta kết hợp với 01 và chúng ta sẽ có cho mình là 54. Chúng ta kết hợp cho mình với vị trí của 10. Vậy về vị trí của xiên 2 thì chúng ta sẽ có là 4 cặp. Rồi, chúng ta sẽ có là 4 cặp xiên 2. Thì cụ thể là xiên 2 chúng ta đánh như thế nào? Thì bây giờ mọi người hình dung cho mình khá là dễ dàng này. Thì với cái vị trí của xiên 2 ý, nếu mà chúng ta đánh cho mình là chẳng hạn mỗi cặp 100k thì chẳng hạn 4 cặp chúng ta sẽ mất là 400k, đúng không ạ? 4 cặp sẽ mất là 400k. Thì khi được lại một cặp thì chúng ta có chỗ là sẽ nhân cao hơn, nhưng mà đa số là sẽ nhân với 10. Nhân với 10 lần thì chúng ta sẽ được 100k, chúng ta sẽ được là 1 triệu. Đó, 1 triệu đó trừ đi cái chi phí đánh thì chúng ta sẽ vẫn dương ra, đó chính là 600k. Và từ đó thì chúng ta có thể là hình dung đến cái phương pháp vào tiền cho mình như sau. Thì ví dụ chúng ta có cho mình là 1 triệu. Chúng ta đưa ra cho mình cái vị trí vốn
từ 60 cho đến 70%. Nó tức là từ 600 cho đến 700 vào vị trí của lô. Vào vị trí của lô. Còn lại từ 30% cho đến 40% chúng ta sẽ lựa chọn cho mình option. Đó. Hoặc cái cách chơi thứ hai đó chính là chúng ta chỉ lựa chọn một trong hai cặp số này kết hợp với xiên 2 thôi. Được chưa? Ví dụ này, chúng ta chỉ lựa chọn cho mình một là cặp 4554 này, hai là cặp 1001 này. Đó, thì chúng ta chỉ đánh cho mình một trong hai cặp này thôi. Và xiên 2 chúng ta cũng không cần phải đánh luôn. Đó. Được chưa? Hoặc là chúng ta chỉ đánh xiên 2 để chúng ta chỉ cần bỏ cho mình vốn là khoảng độ tầm 3 cho đến 400, chúng ta đánh mỗi cặp 100 nghìn. Đó, và lô chúng ta bỏ. Đấy là với những trường hợp anh em vốn ít thì anh em có thể lựa chọn cho mình cách chơi như vậy. Và lên nhớ cho mình là tất cả những cái vị trí này và cái công thức cả cả đường cầu mình đưa ra trên đây thì hoàn toàn là tham khảo và dựa trên cái kinh nghiệm và cái nhìn nhận của quan điểm cá nhân mình, anh em có thể tham khảo mọi người nhé. Rồi, thì vừa qua thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người về vị trí của đường cầu song thủ lô và xiên 2. Thì tiếp tục đối với vị trí của đường cầu giải đặc biệt thì mình sẽ nhận định cho mọi người một cái vị trí của đường cầu giải đặc biệt. Và mình sẽ nhận định cho mọi người đó chính là vị trí theo tổng. Cái đường cầu này thì bản chất nhá, bản chất thì cũng hiện tại chạy thì cũng chưa quá là nhiều. Đó, chưa quá là nhiều. Mình mới thống kê được cho anh em là bắt đầu từ ngày thứ 3. Ngày thứ 2 nó không chạy, bắt đầu nó chạy số đuôi điểm cho anh em là từ ngày thứ 3 của đầu tuần. Đó, thế nên là mình đưa ra nhìn nhận ở trên đây với mục đích để cho tất cả mọi người cùng tham khảo. Nếu anh em kết, anh em trùng máu với mình thì mọi người có thể là bình luận xuống bên dưới video. Đó, để cho xem những anh em nào mà kết, anh em nào trùng máu thì lúc đó chúng ta sẽ có được những cái sự tự tin nhiều hơn. Đó, với cái đường cầu về tổng này nhá. Những ai kết thì anh em trùng máu với mình thì anh em bình luận xuống cho mình biết nhá. Rồi, bắt đầu từ ngày thứ 3 thì chúng ta sẽ áp dụng cho mình cái công thức như sau. Công thức về tổng này. Đó, đây là ô của ngày thứ 3 nhá. Đấy cho mình, đây là ô của ngày thứ 3 này. Đó, lấy cho mình này, con số đầu tiên ở đây cộng với vị trí này và cộng với vị trí này. Đó. Thứ nhất, vị trí này cộng với nhau và thứ hai, vị trí này cộng với nhau. Thì ở vị trí của ngày thứ 3. Ở vị trí của ngày thứ 3 nhá. Thì chúng ta có đây này, đấy cho mình đây con số 6 nhá. Đây con số 4. 6 cộng 4 chúng ta sẽ có là 0. Và 6 cộng với 1 chúng ta sẽ có là 7. Vậy chúng ta sẽ có ở đây đó chính là tổng 07. Thì vì cái vị trí của ngày thứ 3 trả về chúng ta là con số 25 ở đây. Thì chúng ta ăn tổng 7. Bởi vì 25 nó sẽ là tổng 7. Vậy chúng ta ăn được cái vị trí tổng 7. Tiếp tục đến vị trí của ngày thứ 4. Rồi. Vị trí của ngày thứ 4 chúng ta sẽ có cho mình này. Vẫn tiếp tục ở đây. Chúng ta có cho mình con số 6. Cộng với 7 ở đây. À, 6 với 7 ở đây. Chúng ta sẽ có cho mình là tổng 3. Và bên dưới này thì chúng ta có cho mình là 6. Và 6 với 6 chúng ta sẽ có cho mình là 2. Vậy sẽ báo cho mọi người là tổng 3 và 2. Tổng 3, 2. Thì để ý cho mình vị trí của ngày thứ 4 trả về 03, nó nằm trong tổng 3. Vậy chúng ta ăn ở đây, đó chính là ăn tổng 3. Tiếp tục với vị trí của ngày thứ 5. Với vị trí của ngày thứ 5 là chúng ta lại để ý cho mình ô ngày thứ 5. Và chúng ta sẽ có cho mình ở đây là con số 5. Đây chúng ta sẽ có cho mình con số 7. 5 với 7 chúng ta có cho mình tổng 2. Và ở đây chúng ta cũng lại có cho mình là 7. 5 với 7 thì cũng là tổng 2 rồi. Vậy báo cho mọi người là tổng 2. Thì ngày hôm thứ 5 thì chúng ta cũng ăn ở đây rồi. Đó chính là tổng 2. Bởi vì ngày hôm qua trả về cho mọi người là con số kép 66 ở đây này. Đó. Con số kép 66 thì nó báo về cho mọi người là tổng 2. Đúng không ạ?
Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dự đoán. Rồi chúng ta sẽ dự đoán nhé. Đây mình sẽ đưa ra cho mọi người cái dự đoán này. Đó, nên nhớ là dự đoán này nhé. Dự đoán tổng đề cho thứ sáu, thứ bảy và ngày chủ nhật. Ok. Đối với ngày thứ sáu này, đối với ngày thứ sáu tức là buổi chiều ngày hôm nay đấy, thì ở vị trí của ngày thứ sáu chúng ta sẽ có cho mình con số đầu tiên đây, kết hợp với con số 6 đây và kết hợp với con số 7 ở đây. 8 với 6 và 8 với 7. 8 với 6 và 8 với 7 nhá. Rồi. Đó, chúng ta sẽ có này, 8 cộng với 6 chúng ta sẽ bằng với vị trí của 4. Và 8 cộng với 7 chúng ta sẽ bằng với vị trí của 5. Vậy thì thứ 6 thì sẽ dự đoán cho mọi người là hai tổng, là tổng 4 tổng 5. Đó, tổng 4 tổng 5. Tiếp tục đến với vị trí của ngày thứ bảy. Đến với vị trí của ngày thứ bảy nhé. Ở vị trí ngày thứ bảy mọi người để ý cho mình này. Thì ở đây chúng ta sẽ có cho mình là 9, có cho mình là 0 và có cho mình là 7. 9 với 0 và 9 với 7. 9 cộng với 0 chúng ta có tổng 9. Và 9 cộng với 7 chúng ta sẽ có tổng 6. Vậy ngày thứ 7 thì báo chúng ta sẽ có hai tổng ở đây. Đó chính là tổng 9 và tổng 6. Còn đối với ngày chủ nhật. Đó, đối với ngày chủ nhật này. Rồi, đối với ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ có này, tiếp tục 1 với 3 ở đây và 1 với 3 ở đây, vậy nó trùng, chúng ta chỉ có một tổng duy nhất. Và 1 với 3 chúng ta sẽ có là 4 và chỉ báo một tổng. Ở đây chủ nhật chúng ta sẽ có là tổng 4. Tổng 4 dành cho ngày chủ nhật. Và cũng sẽ cộng thêm cho mình để chắc chắn hơn cho ngày chủ nhật chúng ta sẽ có là chạm tổng 4. Ok. Đó, vậy dự đoán cho vị trí của tổng đề cho 3 ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7 và ngày chủ nhật nhật thì cụ thể như sau, mình sẽ thông báo lại. Đầu tiên là ngày thứ 6 chúng ta sẽ có là tổng 45. Vị trí của ngày thứ 7 chúng ta có tổng 96 và vị trí của ngày chủ nhật chúng ta có tổng 4 chạm 4. Nên nhớ là mình đưa ra đây là dựa trên góc độ quan điểm cá nhân mình. Và anh em nhìn kỹ cho mình này, là dự đoán tổng đề để cho một người tham khảo và nhìn nhận cái công thức này. Nếu chúng ta tham khảo công thức này ok ở tuần này thì tuần sau chúng ta tiếp tục áp dụng thì sẽ có cơ sở hơn. Được chưa? Và tạm thời thì chúng ta vẫn nên tham khảo cho mình là cái điều tuyệt vời nhất. Rồi. Ok, mọi người nhìn nhận cho mình. Còn cái vấn đề này thì chúng ta vẫn phải lưu lại cho mình là cái đường cầu về bộ là từ ngày thứ 5 cho đến ngày chủ nhật. Đây. Ở vị trí ngày thứ 5 cho đến ngày chủ nhật có hai bộ là bộ 04 và bộ 08. Và vị trí của phần kết đường cầu này cũng có chạm tổng vị trí đây. À, vậy thì chúng ta có thể lưu ý cho mình là với cái ngày thứ 7 thì đặc biệt chú ý cho mình vào cái vị trí của tổng 9 chạm 9, bởi vì cái đường cầu chúng ta đang báo cho chúng ta chạm tổng 9 ở đây. Cái đường cầu cũ thì đều báo cho mọi người là về vị trí tổng 9 và chạm 9. Thế nên là anh em hết sức chú ý cho mình vào cái ngày thứ 7 này. Có thể lổ cho mọi người là chạm và tổng 9. Ok chưa? Rồi, và cũng còn một cái vấn đề nữa. Nó cũng cực kỳ là quan trọng. Thì muốn chia sẻ cho tất cả mọi người ở đây. Đó chính là về thông tin Zalo và số điện thoại của mình. Thì nên nhớ là tất cả những cái đường cầu hay là những cái con số mình chia sẻ cho anh em ở trên kênh. Và nói chung và trên Zalo nếu mà mình hỗ trợ cho anh em nói riêng. Thì anh em nào mà thiện chí, anh em cần những cái sự hỗ trợ từ mình thì lưu ý cho mình là để tránh cái tình trạng nhầm lẫn, liên hệ nhầm Zalo thì mình chỉ hỗ trợ cho anh em là phí sau giờ quay. Đó, 100% tất cả anh em đều phí sau giờ quay, kể cả cầu lô, cầu xiên hay cầu đề cũng vậy. Đó, thế nên là anh em, tất cả mọi người đang theo dõi video đây, anh em hết sức chú ý cho mình. Và Zalo của mình thì chỉ có một số duy nhất ở đây, đó chính là 0379
419 và 207. Anh em lưu ý cho mình là như vậy. Nếu anh em không dùng Zalo hay anh em không có Zalo thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại cho mình đều được. Đó. Mọi vấn đề thắc mắc thì hoàn toàn là miễn phí. Và mọi đường cầu con số, phương pháp mình chia sẻ thì hoàn toàn là phí sau giờ quay. Anh em chú ý cho mình là như vậy. Và dù ở đâu chăng nữa và dù công việc gì chăng nữa thì uy tín sẽ luôn luôn nhận được những cái sự chính xác nhất. Và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng sẽ xin kết thúc ở đây. Và chúc tất cả mọi người là buổi trưa ngày hôm nay theo dõi video thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và chúc mọi người buổi chiều ngày hôm nay lựa chọn được những số thật chuẩn và chính xác. Và chúc em chiến thắng rực rỡ. Hẹn mọi người ở video gần nhất. Chào tất cả anh em nhé.